Phật pháp là gì? Phật pháp là cuộc sống hàng ngày. Nếu không đem Phật pháp này để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày mà đá đổ cuộc sống hàng ngày thì không còn Phật pháp. Lời này không phải những đức nói nha. Phật tổ nói đó. Nếu đá cuộc sống hàng ngày thì không còn Phật pháp. Nhớ đó. Nên từ nơi đó là chúng ta ưa sống với cái bệnh này nè. Bây giờ có chồng rồi thì lại nhìn chồng người ta. Cứ là nói cái gì? Trời ơi nhìn chồng người ta thấy ham Còn hơn cái gì Lo làm ăn hiền hậu Còn chồng mình vậy đâu mà thấy chán Còn hơn cái gì Còn cái bà kia thì bà nói trời ơi chị ơi Nhìn như vậy chứ cũng chán cũng chết được luôn nó hiền quá luôn nó không biết một cái gì ga lăng hết trơn á còn cái bà kia thì bà nói trời ơi chồng của tôi thì ông lanh lẹ như vậy nhưng mà tôi lo lắm bà ơi ông đi đâu cũng có bồ hết trơn á vì thấy chưa nên Phật Pháp mới nói rằng là bạn có cái gì Thì bạn nên quý cái nấy đi Quý mà đừng chấp Quý mà đừng chấp Có thì cứ xài Xài mà đừng chấp Mắc rồi thì thôi Được không? Được không quý vị? Trời ơi, quý vị sẽ tự tại vô cùng luôn á còn bây giờ quý vị tự nhiên lấy thằng chồng lùng thì cứ nhìn thằng chồng cao Nhìn cái thằng chồng cao của người ta Này nó mà là vô duyên á nó, Còn có một người vợ rồi Sống với mình á Đẻ được một hai đứa con rồi bây giờ bà xấu xuống lại nhìn vợ người ta đẹp Trời à, ơi nó vô duyên đừng có nói nữa Đây là cái khổ đau vọng tưởng mà chấp nhất nặng nề thành khổ đau nè nên quý vị tu bây giờ quý vị nghe những đức nói chỗ này quý vị nên quay lại cái tâm mình đi có khi có cái mà bây giờ không biết trân quý, một ngày nào mất đi lại lo âu buồn phiền. Nhiều người phàm phu chúng ta khi có thì không trân quý phải không? Nhưng khi mất đi rồi quý vị phải là tự nhiên quý vị thấy tiếc không? Khi mắt rồi mới tiếc. Mỗi ngày nó lo cho mình, mỗi ngày nào là nó phụ trợ mình đủ chuyện, vậy mà chê nó hoài à, rồi một ngày nào tự nhiên nó không còn nữa cái mới thấy rằng trời ơi, lúc trước còn ổng nó phụ bao nhiêu việc luôn bây giờ không có rồi mới thấy thiệt là khó khăn không có rồi tự nhiên mới biết được rằng chân quý nên con người chúng ta phải sống ở cõi đời này phần nhiều là bị như vậy đó quý vị à chúng ta gặp với nhau đâu phải là bỗng không tự nhiên gặp đều là duyên mới gặp nhau mà duyên thì có thuận duyên có nghịch duyên đâu phải là thuận duyên thì dính mắt mà nghịch duyên thì buồn phiền để sống làm gì dính mắt xa nhau cũng khổ mà buồn phiền sống với nhau cũng khổ từ nơi đó chúng ta nên hiểu đạo mà sống trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta nên chấp nhận như vậy thì quý vị cảm thấy khỏe lắm thí dụ như bây giờ lấy một thằng chồng ăn nhậu quậy quọ chửi mắng mình tối ngày nhưng nếu quý vị hiểu về nhân quả thì quý vị nói rằng chắc mình đã từng chửi mắng nó đời kiếp nào nè nên đời này tự nhiên nó đến nó chửi mắng mình té tu coi cô kia có nói thầy ơi nó chửi mắng nó đánh độc gì đó thầy vậy mà bỏ nó bỏ không được trong đây biết có câu nào không? <laughs> Mới hôm qua nè, hôm nay có cổ vô ngồi nè Cô nói trời ơi Thằng chồng nó quýnh đập nó chửi mắng Bỏ nó không được Bao nhiêu lần muốn bỏ nó mà bỏ không được thầy ơi Những Đức nói nợ còn sao bỏ bà <laughs> Trời ơi nợ nó còn sao mà bỏ Còn có những người mình thương trời ơi nó thương đừng có nói nữa Vậy mà tự nhiên nó mất tiêu có những đứa con nó ngoan ngoãn vô cùng vậy mà nó chết bất đắc kỳ tử Có những đứa con mà nó hư hỏng Trời ơi vậy mà nó sống hoài Nó quý vị coi nó rõ ràng cái cõi đời này nó không có vừa bụng với chính mình đâu quý vị nên sống làm sao mà vừa với cái gì mà mình đang có là nó mới hay chứ không phải là mình đi đòi hỏi đòi hỏi sao được cái nhân cái quả mình tạo làm sao nó có như vậy làm sao mà mình đòi hỏi Thí dụ như bây giờ cái người ta ước giàu Có giàu là do gì trong mạng người ta có phước người Ta mới ước được Bây giờ mình nghèo trong mạng không có Một cát bạc nào trơn mà vì ước sao có Thí dụ như bây giờ trong lưu không có miếng gạo nào Vô xúc gạo hoài để nấu cơm Cũng không có gạo để nấu nữa Còn trong lưu người ta lúc nào cũng đầy lưu gạo Thì người ta muốn vô người ta hốt bao nhiêu gạo mà không có Vậy thì quý vị muốn có gạo Thì phải tạo gạo ra Để vào lưu cho nó nhiều sẵn đi vậy thì lúc nào muốn dùng thì vô xúc gạo nấu cơm còn quý vị không có một miếng gạo nào hết chân mà quý vị vô xúc gạo nấu cơm sao có nên trong mạng muốn giàu thì phải tu phước từ tâm lượng rộng muốn thông minh trí tuệ thì có phương pháp hay chia sẻ cho người muốn tuổi thọ kéo dài thì ăn chay phóng sanh Phật dạy tu nhắn thì được quả thấy không nó đỏ đèn đó chưa mình tu mình phải nghe gì nè để mình đừng có bị mù quáng trong Phật pháp. Có nhiều người chúng ta đi đến chùa chúng ta quỳ trước Phật nào là cầu xin chúng với số, cầu cho ông chồng con đừng có nhậu nữa Phật ơi. Rồi cầu mong cho mấy đứa con nó học giỏi năm nay lên lớp. Rồi Phật ơi bây giờ sanh hai đứa con gái rồi mà chồng con muốn có thằng trai lắm, Phật gia hộ cho con sanh được thằng con trai nó đi Phật. Tối ngày cứ kêu Phật làm chuyện tàu lao không? À, Phật là bậc chánh chi chánh giác vậy mà kêu Phật làm mấy cái chuyện gì đâu không không à. Kêu Phật cho mình chúng số nè. Kêu Phật cho lúa thóc năm nay chúng mùa nè. Rồi kêu Phật cho có con trai nè. Rồi kêu Phật cho các nhà được nè. Kêu Phật á, gian hộ cho chồng con đừng có nhậu nè. Kêu Phật làm cái chuyện gì không ấy trời. Trong khi Phật nó rõ là gieo nhân gì gặt quả báo nấy. Còn bây giờ bạn muốn chuyển cái nghiệp thì bạn phải vui trả rồi tu nhân lại rồi nó mới chuyển nghiệp, chính mình tu nhân lại thì nó chuyển nghiệp. Thí dụ như bây giờ đời này mình đến đây là mình không bao giờ có một đứa con nào hết. Thì bây giờ mình nghe đạo rồi mình ăn chay niệm Phật, mình thương người, mình bố thí cúng dường, rồi tâm lượng mình mở rộng kết duyên với nhiều người, mình tu cái nhân lại, rồi tự nhiên trong tâm mình muốn có con thì bắt đầu là nó chuyển xây cái số mệnh mình, rồi bắt đầu là đời này nó có con tu nhân rồi nó thành ra quả hiểu không tu nhân nó thành ra quả chứ không phải là quỳ trước phật cúng nảy chuối cúng bó hoa rồi cầu xin tùm lum không lẽ phật là tham quan ô lại hả thí dụ như bây giờ quý vị đến một ông quan ổng tham ô đi quý vị cho ông số tiền quý vị cầu cái đó thật sự là quý vị được cái đó quý vị cầu ông cho quý vị mới được còn nếu như quý vị không được cái đó dù quý vị có cầu ổng ổng cho cũng không được luôn tại vì trong mệnh nó không có cái đó là sao cầu cái đó là nói về tham quan ô lại là chúng ta là gặp những ông quan mà tham ô đó nghe. Muốn nhờ cái gì là phải đưa tiền để cầu cạnh để ông giúp đó nghe. Còn Phật đâu phải là tham quan. Quý vị đi đến cúng nảy chuối cuối cùng đem, đem cho chúng ăn. Cúng hoa để héo luyện bỏ. Rồi nước cúng Phật rồi đổ ra chai uống lại. Tất cả cái gì quý vị đem lên đều đem xuống tử quý vị ăn lại hết trơn. Chứ Phật có ăn miếng nào đâu mà quý vị nói hôm nay con cúng Phật. Phật đã mang ơn con rồi, Phật phải trả ơn cho con nghe Phật, không có đâu. Phật có nói tôi đâu có dùng cái gì đâu mà mà, mà đòi 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 ơn nghĩa với tôi hả Tôi chỉ là dạy người về cái pháp tu thôi. Phật là chữ giác, pháp là chữ chánh, tăng là chữ tịnh. Pháp chánh tịnh là đưa chúng ta đi đến chỗ giải thoát quý vị à. Chứ không phải chúng ta đi đến với Phật mà chúng ta lại cầu xin như vậy là không đúng đâu. Mình muốn có cái quả tốt Thì gieo cái nhân tốt đi Thì nó có cái quả tốt Còn á, tất cả những đồ cúng trên bàn thờ Thí dụ như quý vị cúng hoa là nhăn Chứ Phật không phải là muốn hoa đó Cúng hoa là nhăn Là muốn nhắc mình Gieo nhăn thiện gặp quả thiện Cúng quả hoa quả là muốn nhắc mình Gieo nhăn bên đây tốt Thì sẽ có quả bên đây tốt Cúng nước Nước là sự thanh tịnh Quý vị coi nước đổ vô chai là chai nước Nước đổ vô lưu là lưu nước Nước đổ vô hầm là hầm nước Nước có thể tắm cho chúng ta sạch sẽ Nước có thể cho chúng ta mát lòng Nước có thể rửa ráy những thứ dơ giấy Có nghĩa là nước vô vị trí nào nước cũng chịu đựng Nên gọi là thanh tịnh Không có từ chối gọi là thanh tịnh Cũng nước là biểu pháp Nhắc chúng ta nhìn nước là phải thanh tịnh tâm Cúng nhang Nhang là hương thơm Từ nơi đó con người tu mình Nó phải có một cái hương thơm Đức hạnh Đó là cúng nhang biểu pháp Chứ Phật đâu có cần những thứ này Tượng Phật Bồ Tát Đều là biểu pháp Thí dụ như Đức Phật A Di Đà A là Vô Di Đà là lượng Phật là giác Bồ Tát Quán Thế Âm Từ bi cứu khổ Từ là ban vui bi là cứu khổ Bồ Tát Đại Thế Chí dạy mình dùng lý trí để hành sự đừng nên dùng cảm tình để hành sự dùng cảm tình để hành sự thì việc gì cũng sai và khổ đau dùng lý trí để hành sự thì việc gì cũng lợi ích giống như dạy con mà dùng lý trí thì con mới bị ngoan thôi à mình thương đứa con là mình mong đứa con này sau này nó có đạo đức nên mình thương nó là mình phải dạy nó thí dụ như đứa con này còn nhỏ nó đòi cái gì là mình phải cho cái nấy mình không cho là nó khóc la lên là mình phải cho vậy thì mình phải giải quyết làm sao cái vấn đề đứa con này không được đòi như vậy nữa đó gọi là dùng lý trí để dạy con phải nhớ đó từ nơi đó không có được đòi mà cho đâu chừng nào muốn cho là cho còn đòi là không cho ừ, đòi là không cho chừng nào muốn cho là cho tự nhiên nhìn đủ duyên nhìn gương mặt có phước được rồi mới cho còn lúc đòi là không cho khi đòi mà cho là chúng ta đang dung dưỡng cho nó hư sau này Còn khi chúng ta muốn cho là cái quyền của cha mẹ muốn cho là cho Tập cho con sao như vậy Thì con mình nó không có dành của cải của anh em Phải tập từ khi còn nhỏ đó gọi là dùng lý trí để dạy con Dùng lý trí dạy con bị nhớ đó. Cách này mấy ngày có cái cô này quý vị Dẫn một đứa con đến Mà đứa con này quý vị Nó bị bệnh trầm cảm Bởi vì quý vị ơi khi mà có chồng mà mang thai đồ cái lúc mà mang thai đó quan trọng lắm quý vị phải hiểu đó. nên người xưa ta nói là thai giáo cô này khi cổ mang thai chồng cổ với cổ nó không có thuận hòa cổ đau khổ quá khi sanh cái đứa con đến mười mấy tuổi nó bệnh trầm cảm luôn tới bây giờ gần mười năm quý vị tại vì lúc mang thai mình buồn quá sanh ra gương mặt đứa con buồn xó à còn lúc mình mang thai mà mình vui vẻ là mình sanh cái đứa con vui vẻ à tại vì sao nó ảnh hưởng người mẹ mà rồi thêm cái nữa mình dạy con cháu mình nghe quý vị khi mà có con rồi á vợ chồng mà kình lộn với nhau nghe quý vị lúc đó đừng có cho con bú liền nghe chưa nhớ đó tại vì cái lúc mà bực bội đó sửa nó trở thành chất độc cho bú là nặng là chết còn nếu không là ngầm ngấm bệnh trong người con đó vì tất cả những tế bào bị đang nóng giận là nó thay đổi hết mà Thay đổi hết Quý vị coi lúc mà mình tức giận quý vị soi gương coi soi gương coi phải gương mặt mình thấy ghê không Thí dụ như bình thường về cặp mắt quý vị nó bình thường nha Nhưng mà khi quý vị săn hẳn <laughs> Mà lúc này là giả dạng nó chưa đỏ đâu Nhưng mà lúc nó tức thật Thì hoàn toàn tế bào thay đổi Thì cặp mắt của quý vị nó bên trong nó nó quằn đỏ lên <laughs> sao gương coi thử coi hoàn toàn nó đáng sợ vô cùng và trong tâm tư của mình quý vị trong tâm tư của mình giết giết nhưng đức đọc câu chuyện mà thái thượng cảm ứng thiên có câu chuyện đó. khi cái ông này mà bạn của ổng nó, nó nó chơi xấu với ổng ổng cầm dao định đến để giết bạn đó. Quý vị biết có cái vị thiền sư này trong thiền định ông ngồi ông thấy cái ông này ông cầm dao ông đi mà phía sau nguyên một đoàn người toàn bộ là cầm dao hung dữ đi theo ông là lối um sùm hết trơn quỷ quý vị khi ông vừa săn hẳn lên cái loài quỷ hung dữ đi theo ông nó nó kêu ông giết đi giết đi giết đi ghê chưa còn xong ông vừa đi đến nhà xong ông nghe trong gia đình mẹ rồi vợ than thở tự nhiên cái tâm ông này ông thấy cho bây giờ giết cái thằng này rồi nó không lo cho gia đình nó gia đình nó chết hết thì sao tội nghiệp nó thôi tha thứ với nó đi ông vừa mang cái tâm tha thứ một cái là tất cả những cái hình ảnh mà hung dữ cái biến mất hết và khi ông trở về lại thì sau lưng ông nguyên một đoàn người cờ xí mà người đẹp không mà đứng phía sau cười vui vẻ đi phía sau Quý vị nhớ một ý niệm ác vừa khởi lên nó chiêu cảm bao nhiêu cái gì trí ác đến với mình một ý niệm thiện khởi lên thì bao nhiêu tư tưởng thiện nó đến với mình phải nhớ nên tại sao mà có những người uống thuốc sâu được thuốc sâu nó hôi Vậy sao uống nhưng mà do trong tâm họ là muốn kết liễu cuộc đời bằng thuốc sâu nên bao nhiêu cái quan hồn chết quan đó nó âm hưởng trong đó nó kêu gọi mình ngọt lắm uống đi ngọt lắm uống đi lúc đó quý vị không còn nghe thuốc sâu hôi nữa mà uống như cà phê vậy đó rồi là bỏ mạng nên đừng bao giờ có tâm thắt cổ đừng bao giờ có tâm nhảy sông Đừng có cái tâm mà nhảy vào xe lửa Đừng có tâm này Có cái tâm này nó sẽ chiêu cảm nguyên một cái vàng chết quang như vậy Sẽ đi theo mình Và chờ cơ hội lúc mình đang cực kỳ buồn khổ Và nó đẩy mình vào cái quỷ đạo Iran nó để chết nó Nên quý vị phải dạy con cháu của mình đó Thêm cái nữa mình là người phụ nữ quý vị Dù là đi vô đồng hay đi chỗ nào Đừng có tì tiện ngồi tiểu quậy bạn bả, nghe quý vị có một cái câu chuyện mà Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể Mà cái cô này mà cổ Mà ngồi trên một cái gò đất mà cổ tiểu Ở trong cái đất quan á Cuối cùng cổ tiểu ngay chỗ Cái cái hang của con cáo mà nó Nó tu á quý vị Tiểu ngay chỗ đó luôn quý vị Vậy mà quý vị biết phóng quế dơ giấy vào chỗ nó thôi Vậy mà nó nhập vào Nó đòi mạng mà cuối cùng Cổ bỏ mạng chết luôn Bệnh đau bất thường luôn Tại vì sao gì quý vị đâu có nhìn thấy đâu vì phòng vô hình có những cái mảnh đất nó quan sơ Nhưng mà nó có một vị trí tu của người ta đó đó Nên cái chỗ tiểu tiện là nó ra cái chỗ tiểu tiện Còn khi mình đi vô đồng xá mà mình muốn tiểu tiện Thì mình nói mấy câu là hôm nay tôi đi đến chỗ này mà tôi mắc vệ sinh quá Cho tôi xin được đi chỗ này đi vệ sinh Rồi niệm vài câu Phật hiệu mình đi vệ sinh chỗ đó có nghĩa là mình phải có cái sự mà xin người ta một tiếng Chứ không phải là đụng đâu cũng đi tiểu đi cầu đại nghe chàng nó có khi nó gặp nạn á nó gặp ngay sự cố á chứ không phải giỡn đâu nó bởi vì vị biết rằng cái hành động con người mình á không phải là nghèo nàn mà không có được á, một cái danh dự mà là do gì chúng ta không có nhân cách mà mất danh dự Bây bị hởm có một cái mấy cái bà vô chùa mình buổi trưa nhớ bà vô chùa mình bà ở phía trước bà nằm nghỉ đồ chơi Tự nhiên bữa đó những đức đi công chuyện Một giờ trưa những đức mới về Thì mấy chú ông đợi những đức để mở cửa Thì tự nhiên vừa mở cửa ra Cái bà bà chạy ra Thầy 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 Kiệt Thầy Kiệt ngồi đây Thầy 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 thầy, thầy cho con 2 phút 2 phút Chú này cũng hết hồn cái gì xin 2 phút chợt Nó chạy xét ra ngay chân cái bụng binh phía trước Mà có cái vườn cây đó quý vị Mà cây lùng xỉn mà ngay bụng binh vậy đó Tự nhiên bà chạy ra bà tụ quần xuống bà tiểu rồi xong bà đi vô lại Cái đầu cái chú này ông nói Trời cô cô ơi Chùa có nhà vệ sinh Bà nói sao quá Thường tiểu đó quen à Tại mấy bà vệ sinh phía trước Đồ này kia đó Nói vậy thấy không Nên không nghe giáo dục là đàn bà Nó bày hầy lắm chứ không giỡn đâu Đàn bà phải nghe giáo dục kìa Nên những đứa thường nhắc hoài mình là đàn bà Nó phải có một cái giá trị của đàn bà Đừng có nghĩ mình già rồi nó tùy tiện không phải tầm bậy. Con người khi mà nó có một cái giá trị là nó tốt một cái vẻ đẹp lên liền không nói chứ. Nó có một cái giá trị là nó tốt một vẻ đẹp liền còn quý vị bày hay là quý vị xấu liền á. Dù đẹp mà bày hay cũng xấu nữa. Mình là đàn bà mình có chồng có con rồi, mình không phải là mình nghĩ mình có chồng có con rồi. Bắt đầu là mình bê bể xệ. Thí đại. Mình dạy con gái của mình khi mà có chồng có con rồi Thì người nó phải bề xề ra nó Ngực đồ nó xệ xuống hết Tại vì con bú mà Nó căng sữa thì phải xệ xuống thôi Thì lúc đó khi đi ra ngoài Mình phải bặn áo rồi vô cho nó nền nịch chắc lại Chứ không phải là mình bặn đại bặn càng Mà đi lịch phịch lịch phịch Mình làm như vậy nó kỳ cục lắm thêm cái nữa người ta thấy người ta động tâm tầm bậy thì mình mang tội cái này là nói quá rõ đúng không quý vị hả à, quá rõ luôn còn gì nữa tại vì bây giờ phật pháp mà không nói rõ không có hiểu nói mé mé là mấy bà suy nghĩ tàu lâu mà thôi nói thật luôn nói đúng luôn đi tại vì mình thấy có nhiều bà vô chùa mình là đàn bà nó đã phát minh ra cái việc những chiếc áo đó mình phải bạn rồi mình là đàn ông cũng vậy Không phải nói có vợ rồi mà mình Mình bận quần đùi mà mình Trời ơi trời Có những ông ở dưới quê bận quần đùi Mà ở trong không có cái quần gì chứ mỏng lét Rồi đi thì như thế nào Như là đưa giỏng vậy đó Không nói cái này mấy bà cũng nên chỉnh chồng mình đi Rồi trong nhà mình có con gái rồi sao Con gái con mình cũng là con gái mà thì đã là nam là nam nữ là nữ không có nói cha con cái gì chân á nó thấy nó vẫn động tâm đó quý vị nó vẫn suy nghĩ đó nên mình ở trong nhà mình phải bận cái bận quần cho nó đàng hoàng đúng ra mình là người biết tu không có ở chằn đâu quý vị à nó tại vì nhà mình có vợ và có con gái mà con gái mình nó động tâm nó vẫn động tâm nên con gái mình đã lớn rồi cái chuyện mà gọi là con gái đi học mà gọi là mình chở con gái mình mà nó ôm cha không có được đâu Ờ không có được đâu quý vị à Nó động tâm á Tại vì phàm phú mà Quý vị coi bao nhiêu cái nạn về Cái chuyện đó không Nên mình là đàn bà mình phải kỹ cái vụ này Con mình đến tuổi trưởng thành không có cho mà Mà nó mà ở riêng ở nhà với cha nó đâu nghe không Đừng có nói đùa đó Trời ơi Nhất là mấy ông mà có rượu chè đó nó mắc cái tư tưởng của con người liền đó quý vị à Cái này nó không có đơn giản Cái này là chu quan sĩ ngày nhắc á Nên những đức đã giảng bao nhiêu buổi giảng rõ ràng quý vị Nên quý vị nên nghe cái những cái buổi Nhân đức mỗi từng giảng rằng Phiên người bỏ sự tham dục đi quý vị sẽ biết à Nó lợi ích cỡ nào Nhiều người chúng ta nó bị mắc phước là do gì cái tâm không hiểu á Không hiểu á Bây giờ mình nghe đạo phải hiểu đi quý vị Có nhiều người đàn ông đi ra ngoài á chăn hoa mấy ông nghĩ rằng vợ không biết phước mấy ông giảm lớn lắm mấy ông về nhà mấy ông nói vợ nói con không có được đâu phước hết đâu có nói người ta được đâu còn nhiều người đàn bà cứ khi mình đi làm mình đi nói chuyện đùa cỡ cái đàn ông có khi đi uống cà phê chung đi karaoke karaoke nó lại cặp tay mình mình cho nghĩ là chồng biết tầm bậy cái hành động đó là cái hành động tan nát gia đình đó quý vị phải nhớ rằng cái hành động đó là tan nát gia đình đó nghe chưa có nhiều người bây giờ đi làm bên nào cũng có vợ có chồng hết á khi mà đi karaoke hoặc đi chơi đi nhậu chung với nhau tự nhiên tùy tiện đàn ông nó cũng rủ cũng cho luôn nên bây giờ những đứa nói đàn bà đi học lái xe nhiều lắm mấy bà đi học lái xe coi chừng đó ừ mấy bà đi học lái xe coi chừng đó những đức đã đi vô trong trường học những đức thấy rồi đó mình đi học lái xe mình phải giữ cái phép tắc của người đàn bà mình chứ tại sao mình nói chuyện mình để cho mấy ông thầy dạy lái xe ông vừa cũng giỡn với mình đàn ông mà nó có mấy điểm nè nó đến với mình nè điểm thứ nhất là dỗ tay nhẹ ăn cái con mình cái cách của mình nói là sao quý vị phải để ý nha dỗ tay một cái người đàn bà này im gu cười cười dỗ dây bà đàn bà này một cái bà im gu cười cười vậy là người đàn ông nó nói được rồi bà này được rồi đó bắt đầu là tiếp tục đùa cợt đùa cợt được rồi bắt đầu tiếp tục ngủ đi uống cà phê rồi tiếp tục tiến đến đi luôn đó nghĩa là còn người đàn bà nào nó chỉ cần đụng nhẹ vào người một cái mà người đàn bà này có cái sự mà kích động khó khăn là nó sợ liền nó sợ nhỏ này không không dễ đâu thấy không nên mình là người đàn bà nó đừng có tùy tiện tại vì chồng mình nó đủ quá rồi đừng có thêm cái đùa cợt nữa hiểu không vậy thì mấy bà mới giữ được hạnh phúc gia đình mình chứ không có chuyện đùa giỡn mà mình đi xe cùng với người đàn ông khác đâu nghe lỡ chồng mình nó thấy nó đã mất niềm tin với mình một lần rồi một lần thắc tính bạn lần thắc tính mình là đàn bà mình phải giữ cái nhân cách của mình chứ nó còn ở nhà bận đồ ngủ không có được chưa ngủ mà đi bận bộ đồ ngủ tới chừng nào ngủ rồi mới đi vô phòng bận bộ đồ ngủ còn khi ở ngoài là không được bận bộ đồ ngủ vì sao vì mình con trai mình nó mười mấy tuổi nó thấy mẹ nó thấy mẹ nó bận bộ đồ ngủ mỏng quá nó thấy nó thấy nó khởi tâm khi nó khởi tâm với mẹ nó thì nó mang tội rất nặng Khi con gái nó khởi tâm với cha thì rất là nặng Nhưng mà cái tâm dục vọng thì không nói cha hay mẹ gì hết Chỉ cần nhìn thấy là khởi tâm không nói gì Chu An Sĩ ngày nói rằng Con nít 5 tuổi anh em không được ngủ chung chiếu rồi đó Cho quý vị biết đó. Anh em không được ngủ chung chiếu đó Mà bây giờ nó còn kinh hồn hơn nữa vì sao Vì cái mạng truyền thông và phim ảnh bây giờ nó mạnh quá nó đã dạy con nít từ khi còn nhỏ đã biết cái chuyện đó rồi. Nên cái chuyện này quý vị hết sức cẩn thận Nên những đức nói quý vị, quý vị cứ đi kiếm tiền Của chừng gia đình quý vị hư hỏng ấy. đó. Nên mỗi tuần chủ nhật quý vị về đây nghe gì Nó lợi ích lớn biết bao nhiêu mà nói Mình hiểu mình còn biết dạy người ta nữa quý vị à Chứ bây giờ mình không hiểu gì Sao mình chỉ người ta được hả quý vị Thật sự mà nói những đức cũng là phàm phu Tôi lấy cái tâm phàm phu để chia sẻ với quý vị á Tại vì phàm phu nó cũng có cái tâm đó Nên chia sẻ với quý vị là nó đúng tông rồi Chứ những đức không có nói Những đức hay ho gì đâu quý vị à Không hay ho gì đâu Chúng ta cũng cố gắng lắm, ừ cũng cố gắng lắm. Có khi mà ngồi chia sẻ Phật pháp cái gì mà ở dưới có cô nào ngồi đẹp đẹp nó cũng nhìn chớp chớp với cô đó hoài. <laughs> chứ không có đơn giản đâu quý vị à. à. Đó là cặp mắt của phàm phu. Cảnh đó mình đừng có dính mắt thôi chứ thật sự nó gặp đẹp là nó muốn nhìn. Vậy thì quý vị đừng nên tạo ra những cái gì phiền phức để cho người ta nhìn để mà mang tội. Nên những đức nói rằng những người phụ nữ mà quý vị biết giữ cái sắc đẹp quý vị là bản đồ kính đáo là giữ được sắc đẹp lâu dài. Còn khi bản đồ mỏng manh khiêu gợi là sẽ mau sâu Vì sao? Vì cái vẻ đẹp là do gì có tu mà đẹp. Nếu như quý vị mà bản đồ khiêu gợi thì nó hao phước nó rất nhanh. Nó, nó, đại lão và tự tình không rồi nói bản đồ mỏng manh đi ngoài đường là tương lai đọa địa ngục. Vì chồng vào tâm của nhiều người đàn ông khởi tâm bậy bạ. Thấy không, quý vị nghe rõ ràng tin tin thôi nên đi về chùa á, Giết cái những đức thấy chùa của mình đặc biệt Cô nào nhìn cũng sạch sẽ Nói gì tự suy nghĩ Có những cái hội chúng người ta quay phim lên á, Trời ơi xem lên Nhất là mấy cái bà hộ pháp Mấy bà mà hộ pháp vô chiền á, bận đồ thì khác người ta không Kỳ ghê luôn Mình là hộ pháp là biết tu mới hộ pháp được chứ đâu phải là cúng dường tiền nhiều là ngồi ở trên là ngon đâu. Thấy không? Nó nên từ nó đó phải là biết tu mới hộ pháp được. Hộ pháp là hộ chánh pháp chứ không phải hộ tiền nhiều không phải. Đưa tiền nhiều để mấy ông tăng hư vậy là hại người ta chứ giúp cái gì? Đưa mà không hiểu thì là đưa tầm bậy. Giống như cho tiền con mà không hiểu thì đưa con vào một cái quỹ đạo sai lầm. Hiểu không? Một cái quỹ đạo sai lầm. Nếu đưa tiền mà không hiểu là đưa người ta đi vào quỷ đạo sai lầm vậy mà nói là hậu pháp cái gì không hiểu Thấy không nên nó đi về chùa mình nó nghe những đức viết quý vị coi ai cũng vậy người ta sạch sẽ ghê không hồi xưa cũng có nhiều bà cũng lè lẹt lắm á những đức cứ nói thẳng đi đến đây mà tu mà phật đâu có nhìn cái chỗ đó nhìn phật nhìn cái tâm mình á mà con người mình nó gọn ghẻ đi là tự nhiên nó phát lên một cái vẻ đẹp tự nhiên liền à mà nó đẹp đặc biệt lắm Mà nó đẹp sạch sẽ lắm Nó đẹp không bị mũi cắn Như vị coi đánh kem đánh phấn nhiều Phải mũi cắn không Trời ơi khi mũi chích mà không dám đập Nó đập nó dính cái mũi vô đó hay sao Khổ ghê luôn á Bằng đêm ngủ mà sức cho một bệt Lăn qua thì dính vô gói Lăn qua thì dính vô mền Cuối cùng thời gian không giặt mền gói Mền gói thúi ình Dớm ghê luôn Nên nghe những đức rồi từ từ giảm đi Thì cái, cái làn da này nó sẽ hoàn toàn tốt lại Cái làn da mà nó không đánh kem phấn Nó sẽ tự nhiên một làn da Khi tuổi già làn da vẫn chưa bị lão hóa Vì vậy phải nhớ là kem phấn là có một cái sức Lão hóa da rất mau Trước mắt là do gì Nhìn đẹp là do gì Da của mình nó ăn kem phấn quen Tại sao có những người ta đánh kem phấn ta thường cạo da mặt Tại vì cạo da mặt đánh lên nó mới mướt được Còn khi mà không cạo thì đánh nó vệt vệt Cũng như là mây mưa Hơi có nhiều bà dưới quê mà không biết cách diện nha. Đi ngoài đồng á, mặt đen thui Thêm một cái nữa Là lông mặt đầy Cuối cùng đi đám cưới á, đánh một lớp kem Ngày xưa những đứa còn nhỏ nhưng mà do những đứa nó lanh quá Còn nhỏ mà nó biết nhìn ghê lắm không Thấy gì đâu cái bà này bánh kem Cái mồ hôi nó đổ ra đó Cái nó chảy có đường có đường như đứa nó ma Trời <laughs> ơi thấy gớm lắm mấy vị ơi nó Vậy đó mà những người dưới quê Người ta không biết ăn diện gì, gì nghe Như da mặt người ta nó sẽ tới khi già Nó vẫn còn đẹp nếu như quý vị mà không có kem phấn nhiều mà quý vị biết dưỡng da bằng cái tâm á, dưỡng tâm vui á, thì da mặt nó đẹp lắm. Da mặt nó rất là đẹp, nó 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 lâu xếp ly lắm quý vị. Nên những đức nói một số điều này mấy cô đừng bao giờ mà mà mấy cô mà mà mắc cỡ nghe không? Bây giờ mình phạm phải rồi, mong người sau đừng làm đi. Những đức phiên tất cả những người nữ chưa xăm môi đừng nên đi xăm môi. Đây là một cái sự kiểm nghiệm rất kỹ và tư duy rất sáng những đức đưa lên tư tưởng cho quý vị. Thấy không? Quý vị mà đi xăm môi là một cái tác hại rất lớn gì đó là chết cứng rồi. Hiện tại đang giàu thì chúng ta đi ra đường xăm môi đồ thấy bà này sang quá. Sau này lỡ chúng ta nghèo đi làm công, trời ơi bà này bà xăm môi kiểu này chắc bà không có làm ăn gì đặc biệt đâu, thấy không? Cái môi này chết rồi. Nên chúng ta không nên xăm môi mà càng tha thì tha thôi, còn càng lao thì lao không nên xăm mắt vì càng càng vẽ là dễ không vẽ thì chùi vậy thì chúng ta có cái quyền quyết định cho chúng ta còn nếu như quý vị xăm là chết rồi chết rồi thì từ đây cho đến hết cuộc đời của mình phải chết vì cái môi và chết vì cặp mắt sau này dù mình có hiền hậu lại người ta nhìn mình cái môi của mình cái môi và cặp mắt xăm không có đánh giá được con người nhưng mà nó nhìn cái bề ngoài nó vẫn có một cái gì đó nó không thật đây là quý vị đừng có buồn nghe không Chúng ta nêu lên để cho những người sau này đừng có dính vậy để tránh thôi nghe không? À, chứ không phải người ta đi cười mấy cái người xăm môi xăm mắt Không phải người ta nói xăm môi xăm mắt hay xăm mình là hung dữ không phải Nó không có đánh giá được một con người như vậy qua cái chiều hướng như vậy Nhưng mà nó vừa nhìn cái cái bên ngoài như vậy Người ta đánh giá mình là con người hơi lè lẹt hiểu không? Nên mình làm sao mình khôn nhất là đừng nên xăm mắt xăm môi Nghe không? Rồi thêm cái nữa nè Tất cả phái nữ, những đức đây là đã gặp quá nhiều người và trở thành một cái kinh nghiệm và đã gặp nhiều người bệnh hoạn, đừng nên đi sửa ngực. Nghe chưa? Nhớ, đây là nói thật đó. Vì đã hộ niệm cho nhiều ca bị ung thư ngực. Những đức hỏi phần nhiều điều là có sửa ngực. Một cái tác hại rất khổ về cuộc đời của mình. Thật sự đẹp là đẹp. Đừng có nên đi làm cái đó để mong khiêu gợi lòng người Đừng có nghĩ rằng làm cái đó để mà mình đi kiếm tiền bằng cái nghề đó Thì cái điều này chúng ta không nói Nhưng mà nếu nói đẹp mà để để cái giả vào người mình để mỗi ngày Mang cái giả đó đi theo người mình thì khổ quá Nếu quý vị đã dấp phải thì quý vị sẽ thấy nó khổ vô cùng Mà cũng không dám nói luôn Thì hôm nay những đức tin xin thay mặt quý vị để có lời xăm hỏi à những đức sinh thai mặt với tất cả những người đó có lời nói lên để cho những người sau này đừng nên làm như vậy nữa nó... ông thầy này giảng là quá triệt để rồi nó, nó bốc hết luôn không còn cái gì mà để lại chút nào được Thương ghét gì cũng có trong đây nên không dám để ý kiến luôn nên Thấy không? Nên sau này mấy cháu nhỏ nó nghe mình Nó sẽ không đi vào con đường sai lầm như chúng ta nghe quý vị Một số người chúng ta là không hiểu nên sai lầm Thấy không Nên dưỡng tâm đi Dưỡng cái tâm thiện và vui đi quý vị Nhớ nè phải luyện làm sao gương mặt tươi vui Không buồn không giận không trách ai Nhớ không Không buồn không giận không trách ai Quý vị sẽ là người đạt tiêu chuẩn cao nhất của cuộc đời này luôn Đạt tiêu chuẩn cao nhất là không buồn không giận không trách ai Và gương mặt tươi vui Quý vị chỉ cần dạy con quý vị là một đứa con gái, một đứa con trai Con chỉ cần gặp người biết chào hỏi là con là người có giá trị Quý vị nhớ nè Một con người trong đoàn thể mà gương mặt không vui Con người này sẽ không sống trong đoàn thể được Đây là những đức sống trong đoàn thể đã thấy rõ ràng Gương mặt không tươi vui sẽ không sống trong đoàn thể được Một con người gương mặt buồn thường sống lẻ loi nhớ đó kinh a di đà phật nói không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về thế giới cực lạc thiện căn thiện căn phước đức nhân duyên thiện căn là gặp phải môn tịnh độ phước đức mới gặp tịnh độ và tinh tịnh độ nhân duyên là đối với tất cả chúng sanh có duyên mà có duyên là như thế nào nụ cười là có duyên chứ gì phải không thí dụ như nụ cười là có duyên với vị coi những cái nhà hàng tiếp tăng người ta chọn nữ tiếp tăng là sao dáng dốc đẹp gương mặt phải tươi dáng dốc đẹp mà gương mặt không chọn vì gương mặt nó sẽ đánh đi cái số của con người 70% gương mặt gương mặt đánh đi 70% của cái số con người cái dáng của người đẹp Vô nhìn cái dáng đẹp như gương mặt ai dám đến gần à, cặp mắt tươi vui cái miệng biết cười không thì coi con mình có xấu gì xấu không biết có lé đi chăng được nhưng mà sao nó nó lé duyên cái, cái miệng nó cứ cười hoài nó gặp người là dạ chào bác hai dạ chào bác ba chào anh út không. là tự nhiên tao nói công nhận bé nó có duyên gì đâu chứ gặp mình là hỏi han à dễ thương ghê luôn á ha còn con mình mà nó gặp người ta Ta hỏi con con Ba mẹ con khỏe không Khỏe <laughs> Lúa thốt cắt chưa con Cắt rồi <cười> <cười> Trời ơi Nó búa kiểu đó không mà quý vị coi cái mặt nó đẹp Nhưng mà về là người ta sẽ nói Bà 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 coi đi Con của hai con nhỏ nó đẹp quá Mà sao nhỏ nó vô duyên quá bà ơi Vì đâu mà tôi hỏi nó nó búa không à Tôi hỏi nó một câu nó búa một câu Con nhỏ này không được rồi không đó nên người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp Thấy không cái nết quan trọng mình phải dạy con mình có nết chứ nó có nết là đàn bà nó phải đàng hoàng đi đâu cũng đàng hoàng ngồi đàng hoàng không trước mặt đàn ông đừng có tì tiện ngồi chùm hổm không ngồi chùm hổm đẹp hay sao có ai nói đẹp không ai nói đẹp đưa tay anh coi đố mà ngồi chùm hổm mà đẹp đó đã là mình biết mình biết mình đàn ông cũng không được ngồi chùm hởm nữa không mình đàn ông bằng quần đùi ngồi chùm hởm trời ơi dưới quê <laughs> dưới quê có những ông trời ơi bây giờ những đức nói này dưới quê những đức đã gặp nhiều ông già năm mấy tuổi nè bằng quần đùi mà cứ quần ống rộng ngồi chùm hởm đưa ra ngoài luôn Trời ơi quý vị coi nó không có nết na gì hết trơn Nó kỳ cục gì đâu á nó Rồi mấy bà Nhất là mấy bà dưới quê không nghe được đạo Bằng quần đi Đồ thun Thun thì bó vô người Thun mà quý vị biết bạn là phần nhiều Miền Tây là ưa bạn quần đồ bó mà thun không à Thun mỏng bó vô người không à Đã là bằng thun mà đi ngồi chầm hởm Đám dỗ đám cưới là mấy bà cứ ngồi chầm hởm Mấy ông thì đứng nhìn Thấy không? Mắc nết không? tại vì mình ngồi thì người ta phải nhìn nên từ nơi đó mấy bà nghe gì rồi nghe mấy, mấy, mấy bà phải ngồi đừng nên, nên, ngồi theo cái cách mà mùa nước lũ <laughs> ngồi chồng hổm là những đứng đó mùa nước lũ đó không mình ngồi đàn bà con gái ngồi cho nó đàng hoàng thấy không nó phải ngồi cái cách làm sao cho nó nó có cái nhân cách của người đàn bà chứ còn khi mình là người đàn bà mình bằng áo á, Mình biết mình là bản áo rộng Có khi mình bằng cái kiểu áo này Mình đi đến dạ hội hay một cái tiệc tùng gì Để cho chồng mình có uy tín chút Dù là mình đi tu nhưng mà mình đi với chồng mình Là một cái tiệc tùng đám cưới hay gì Mình phải diện lên chút xíu nhẹ thôi Nhẹ một chút làm tóc tay đàng hoàng chút đi Rồi về bắt đầu tuốt ra hết Trở lại bình thường Nhưng khi đi với chồng đám cưới dạ hội gì Mình cho chồng mình có có nở mặt nở màng chút Đàn ông nó 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 thích uy tín vậy đó Chứ đừng có nói đi tu rồi bây giờ ra ra đường lúa nó bỏ mình luôn á, đừng có chấp nhận đức nha. Nó bỏ mình luôn mà đừng có chấp nhận đức nha. <laughs> đừng có chấp là không có dạy nghe chưa? À, nhưng đức nói đây là cái cách rộng rãi lắm á. Nó nên á mình nó đi ra ngoài rồi dù là mình nó bận một bộ đồ cổ rộng một chút khi mình làm cái gì mình khơm xuống mình cũng có một cái dáng cách của mình khi khơm xuống khơm xuống người ta lấy tay người ta dịnh cổ áo người ta khơm xuống thì những người đàn ông nó nói công nhận người đàn bà này tuyệt Thật sự là thôi thích người đàn bà này đó Tại vì sao? Vì không bả cũng như vợ mình thôi Nhưng mà vợ mình sao nó bày hay quá Còn bả như thế nào tự nhiên ngồi cái nào? không? Còn khi mà người ta ngồi người ta làm việc Người ta đi qua tới lại mình đang ngồi Thì cái cổ áo phía sau mình kéo qua thì Tự nhiên nó bít cổ thôi đó Từ cái nhân cách đó Mà người đàn bà nó tốt một vẻ đẹp liền Nó tốt một vẻ đẹp liền quý vị Còn nếu như mình là người đàn bà mà nó phơ bài Không đẹp đâu Phơ bài sao đẹp nó phải kính kính Thì nó mới đẹp Còn phơ bài không đẹp đâu Nên tại sao trai thành thị mà thích gái nhà quê Trai thành thị Tại sao thích gái nhà quê Bằng chiếc áo bà ba <laughs> Biết rồi Đây là người ta từng dưới quê nè Từng thành thị 11 năm nè Nên người ta đối nhăn sự thế về Thành thị và thôn quê người ta biết hết Nhiều cuộc chơi người ta đã qua rồi Người ta hiểu hết từ nơi đó mà người ta biết cách lắm tại sao trai thành thị thích gái nhà quê vì nó đơn giản kín đáo mà thích Thấy không vậy thì quý vị, vị muốn cho người đàn ông thích mà mà chồng mình không bao giờ chán chơi mình là do cái hành động của mình á dù đã mình đã làm vợ người ta rồi nhưng mình tuyệt đối không để tùy tiện thí dụ như mình làm vợ người ta rồi nhưng mà chồng của mình cái chỗ không đúng nơi đúng chỗ mà hung mình mình gì mình chỉnh chồng mình liền anh ơi vợ chồng là sống cả đời mà anh chứ đâu phải một ngày một bữa đâu mà mà trước mặt bao nhiêu người mà anh làm như vậy Thì cái sĩ diện của vợ chồng mình nó kỳ lắm anh nè à. Đó Chứ không phải nói làm vợ người ta rồi Mà nó muốn hung ở đâu là nó hung cũng được Hung phải có chỗ hung Đúng không Không phải là em không cho Nhưng phải đúng nơi đúng chỗ mà cho Vậy thì cái giá trị của nụ hung nó mới cao Còn nếu như mình quá dễ Hoặc là mình đi đâu rồi mình chạy vô Mình đưa cái mặt cho nó hung Vậy thì mai mốt cái mặt mình nó nghỉ hung luôn vì nó chán quá rồi không đó đó là dạy kỹ quá đó quý vị. Quý vị nên nhận thức lại đi. Vậy thì cái cuộc sống nhân sinh và Phật pháp này nó áp dụng vô cuộc sống này đặc biệt, chắc chắn cuộc đời bị tuyệt vời luôn. Cái đề học tập này những đức thấy hòa thường tình không ngày ngày giảng. Mà rõ ràng quý vị Phật và tổ sư hy vọng chúng ta niệm Phật. Cầu sanh cực lạc nên à, mỗi tuần chủ nhật bây giờ mình về đây á, những đức đọc những văn tự à, lờ tổ sư dạy bắt đầu nó gây dựng cái tính nguyện cho quý vị nó gây dựng cái tính nguyện à, tuy mình chia sẻ Phật pháp cũng vui nhưng nó phải à, có cái pháp vị của chư Phật chư tổ sư nó mới gây dựng cho mình cái sự tu hành lâu dài rồi quý vị có những đạo tràng người ta cũng hưng khở mạnh lắm nhưng mà vì sao có thời gian nó xuống lại là vì hàng phật tử chạy theo cái hình thức nó không có cái thật chất thu hành từ nơi đó mà thời gian là nó đi xuống lại nên mình gặp được pháp môn tịnh độ Mình phải gây dựng cái lòng tin sao cho nó kiên cố Có một đoạn mà Cổ nhân dạy này rất hay nè Mà nó rất phù hợp luôn Cả chúng ta đi vào trong chánh điện này ngồi Mà còn để điện thoại reo nữa đó Nên cổ nhân nói nè Cuộc đời cứ già đi trong bận rộn Mấy ai chịu ngưng trước khi lìa đời nên kiểm lại chính mình đi quý vị Sức gia hay cư sĩ Đều là dính vào câu này nè Cứ để già đi trong bận rộn Mấy ai chịu ngưng trước khi lìa đờ Không ngưng nổi quý vị Tù bốn năm chục năm Không ngưng nổi đó Dù là Phật sự cũng là không ngưng nổi Mà quên cái Phật sự mà mà giải thoát cuộc đời mình quên mất tiêu. À, quên mất tiêu. Có khi những người quý vị biết rằng là chúng ta cứ lo cái việc nghĩ rằng là vì chúng sanh mà quên mất tiêu là mình. Nếu như mình không thành tựu con đường giải thoát làm sao vì chúng sanh được? Điều thành là cái nhân không có quả không à. Nó đâu có thể nào mà mà vì chúng sanh mà mình chưa được giải thoát quý vị. Nên mình nghe công đoạn này Người xưa dạy rõ ràng không Cứ là để già đi trong bận rộn Phải không Chúng ta nhớ lúc chúng ta còn trẻ Rồi từ từ đến chúng ta già đi Phải là già đi trong bận rộn không Và nhiều người ông bà cha mẹ chúng ta Đến khi chết Vẫn là chưa xong cái vấn đề bận rộn à, Đến chết vẫn là chưa xong vấn đề bận rộn mà Hồi nãy những Đức gặp một cái cô này Hai cô chứ Đến cúng dường làm tượng Phật Để cầu siêu cho cha mớ mắt Nói rằng ở nhà Hộ niệm cho cha bằng cái đèn bông sen mới về Nghe những Đức nói chuyện Cứ để cái đèn bông sen cho cha nghe suốt Điều niệm Phật Rồi đến khi cha yếu rồi Cái đèn bông sen hộ niệm luôn Người cha chết thì sao đó bác sĩ nói rằng là phải chết thuốc chứ cái, cái cái chết này mà không chết thuốc là để mà Thời gian lâu là nó hôi dữ lắm Cái cô này cô nghe nhà Đức nói chuyện của nó hôi được rồi bác sĩ Để chúng con hộ niệm Thì hai chị em là tập trung bạn đồng tu hộ niệm cho cha được 14 tiếng Không hôi hám gì Mà cô nói rằng là bác sĩ nói là Khi cái chết mà này là gương mặt nó sẽ tái đen thâm đen ghê lắm có nói cô hồ niệm 14 tiếng Chị em có kiểm tra thổi tướng Những cái điểm mà bác sĩ nói mà bị thâm đen Nó trắng phao Không có bị Mà gọi là hôi hám gì Rồi thêm cái nữa là Cơ thể mềm mại đẹp lắm Hồi nãy hai chị em gặp những đứt mừng quá trời Gỡ tiền cúng dường làm tượng Phật hồi hướng cho cha Nên quý vị thấy những cái phương tiện mà mình đưa lên phương pháp tu nè và những cái điều niệm phật hộ niệm nè quý vị thấy rằng là nó giải rộng ra và ai ở nhà cũng hộ niệm cho cha mẹ được như thế không như cái cô mà bán trái cây gần đây nè một mình cổ hộ niệm cho mẹ cổ 12 tiếng một mình luôn đúng là cái tâm thành công nhận thì hộ niệm cho cha cho mẹ 12 tiếng hộ niệm 12 tiếng mềm mại đẹp vô cùng quý thầy mình qua tại gần đây nè rồi cái cô này quá chân thành Quý vị thấy rằng là Làm được hết Tại vì chúng ta không chân thật làm thôi Bây giờ mình học Phật Pháp Mình nên học ra một phương pháp chứ Tại vì có khi mình chạy đi tìm Người ta không có người ta thì sao Tại sao mình không học ra phương pháp Để rồi mình làm cái việc này Cho người thân mình Và chính bản thân mình cũng có kinh nghiệm Mình ra đi nó cũng Mình cũng biết đi làm sao quý vị Tại vì mình giúp người ta nên mình có kinh nghiệm mình đi chứ Giống như bây giờ mình dẫn đường cho người ta đi Thì mình có kinh nghiệm với con đường đó chứ quý vị Nên từ nơi đó đó Hộ niệm cho người thân được hết Mỗi một gia đình chúng ta tập làm sao mà Mỗi một gia đình là một cái ban hộ niệm Cái hay nhất mà hưng khởi tình độ Đặc biệt nhất là Mỗi một gia đình là một ban hộ niệm Cả bây giờ nghe tập trung ba hộ niệm đi mấy chục người mười mấy hai chục người đi 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 giết mà cũng bị rã nữa đó đi giết mà cái kiểu mà nam nữ đi chung với nhau vậy mà cũng cũng thương yêu cặp nhau luôn rồi đi giết bỏ chồng luôn thôi cái việc này nguy hiểm quá nên những đức nghe mấy cái điểm mà những đức thường nhắc nè một là đi đến chùa tu mà những đức nghe nói mà bán nhà bán đất bán bán của cải mà đem tiền đến đây những đức nói đi về khỏi dẹp đi còn muốn cúng gì bỏ thùng tam bảo cái chuyện đó của cá nhân quý vị còn cái việc mà nói lên cái việc này đi về đi khỏi khỏi đụng vô con người này luôn nó nghĩa là đây là nói cho công chúng có quay phim luôn đó. khỏi đi tôi đã biết việc này rồi việc này tôi biết rồi sau này nó sẽ có tác dụng phụ quý vị ừ. còn nếu như cái người này mà xã của cải mà đi đến đây mà cúng đó, là tự nhiên lại tam bảo rồi bỏ cái thùng tam bảo tự nhiên nghe không nói gì hết nghe cái chuyện này là cái chuyện cá nhân không nói nghe còn nếu gặp những đức mà nói gì Những đức nói thôi được rồi cầm tiền về đi Tôi cũng không nhận cô luôn Không nhận chú luôn đó ừ, Vì sao? Vì tôi không muốn cái tác dụng phụ gì sau này Sau này tu không được Rồi đòi tiền lại là nó Nó có chuyện xảy ra Điều thứ nhất, điều thứ hai là Khi họ tu không được họ bị một vấn đề gì Họ mới đi kêu riêu Nên tôi nói cái này là tác dụng phụ thôi khỏi Còn người mà hiểu rõ ràng Cúng dường thì bỏ vô thùng tám bảo ba la mặt gì thì được Chuyện của quý vị không dính dáng gì đến cái chuyện nói cho ông thầy nghe vì sự việc này tôi đã trải qua tôi biết rồi nên quý vị biết rằng là cái nơi những đức ở là những đức thích nhất là như vậy nên nó cũng đủ duyên thích nhất là cái nơi mình ở là một là không có chuyện mua bán cốc nhà ở trong đây nhất định không có ở đây là không có đó nghe ở đây là không có đó, đó. tại vì sao vì mua bán cốc nhà là phiền phức khi họ vô chùa mà họ có một cái cốc cái nhà riêng biệt thì họ sẽ ở trong đó họ tu, họ không lên chánh điện. Một thời gian họ lỡ họ bị cái gì thì cũng mang tiếng trong chùa. Mà họ ỷ họ bỏ tiền ra mua được cái cốc cái nhà, vậy thì họ muốn làm gì họ làm. Mình đâu có quyền nói đến họ, vậy thì chúng này mình không giải quyết được. Tuy là nó được chút tiền để mà lo cho ngôi Tam Bảo, nhưng mà cái chuyện này không cần thiết. Nếu người chủ trì mà nhận thức được chỗ này nên xử lý những việc này, đừng có cho cái việc cái xảy ra trong chùa. Vì thì ngôi chùa này mới có Phật pháp. Đây là kinh nghiệm đó nghe quý vị Mà sao bây giờ cái này là hình như nó thành trào lưu đó nha Hình như là đây cũng là một cái một cái trào lưu đó quý vị à, Mình nên ngăn chặn cái việc này Người hiểu được nên làm việc này Là đặc biệt là Nó không có xảy ra vấn đề của tác dụng phụ quý vị Đó rồi thêm cái nữa là mình cùng đi tu chung đi đến đây tuyệt đối không có chuyện quen bạn đồng tu mà mà nói đến cái chuyện mà mượn tiền mượn bạc thăng thăng mượn tiền mượn bạc không chị ơi tôi với chị, tôi với anh là bạn đồng tu nha, mình là bạn đồng tu, đừng có dính tiền bạc nha, dính tiền bạc là tôi thấy dễ mít lòng lắm, phiền lắm. và tôi xin nói với chị là, tôi còn chồng còn con gia đình, dính nó tiền bạc là không có được, tại vì cái chuyện gia đình tiền bạc là của gia đình, nên tôi đâu có một cái quyền đó, dù tôi cầm tiền tôi cũng không có cái quyền đó. từ khi mình giúp được là cái tiền này của cá nhân mình không dính dáng cái gì gia đình hết, là mình đưa mình không suy nghĩ người ta trả lại thì kể quý vị nhưng nếu đi đến đây mà thăng thăng mà hỏi mượn tiền đồ này kia nghe đừng có dính vô nghe quý vị đừng có dính vô nghe nó phiền phức á đó. đó nên biết nhau đừng có dính tiền thì chơi lâu dài biết nhau mà dính tiền là chơi nhau không lâu dài đâu có tiền là có tác dụng phụ ừ kỳ lắm à, rất là kỳ cục đó. nên quý vị biết rằng chùa mình quý vị thấy người ta đi đến chùa nghe giới thiệu cho người ta đặt máy đem về tặng cho người khác không kêu cúng dường tiền Nhưng mà kêu đặt máy đem đi tặng cho người khác Chính người ta có cảm giác được tặng máy Những đức nói với vì biết Nếu những đức đặt máy mà tặng Là gián đoạn lâu rồi Cái lòng tham của con người mình nó nặng đạn lắm Cho là cho hoài nó cũng nhận nữa Nhưng mà mình cũng Cũng không mở tâm được luôn mình cũng không mở tâm được Người ta nhận hoài Mình nhìn cái gương mặt cái cô này Cứ từng nào cũng nhận Mình tức lên Mình ghét Mình bực bội thì mình cũng bỏ cuộc nghỉ đặt máy nên giới thiệu đặt máy giùm xong thẳng thổi mái <laughs> thấy không đây là tất cả những việc đã trải qua hết kinh nghiệm luôn kinh nghiệm từng chút từng chút từng chút mà làm đó nên đi về chùa những đức nhắc quý vị rất là kỹ thêm cái nữa đi về chùa tu đừng bao giờ dính nhân sự trong chùa vì sao chợ nhân sự ở nhà mình còn lo chưa xong thì mới dính nhân sự của chùa có nhiều người đi vô chùa tu làm công quả từ từ bắt đầu là gần gũi thăng thiết cái chủ trì bắt đầu là từ từ làm phó chủ trì trong chùa bắt đầu là chùa cái gì bắt đầu là đi chạy đi quyên góp giùm đi hỏi hang đầu này đầu kia đúng là không hiểu phật pháp là cái gì Phật pháp đâu phải như vậy quý vị lo gia đình mình còn chưa xong tôi đến đây để mà học đạo để đem cái phương pháp đem về áp dụng trong gia đình chứ không phải là đi đến đây để làm thêm chuyện phiền phức chuyện ai thì người đó có việc làm nấy chứ mà nhiều lắm nghe bây giờ nhiều phật tử lắm nghe đi đến chùa từ từ làm phó chủ trì luôn á rồi thêm cái nữa là cúng dường cho vị chủ trì nhiều nhiều một chút bắt đầu là bả có quy ổng có quy đi đến chùa một cái là chủ trì ra tiếp của ăn cơm chung bắt đầu là nói cái gì một cái là vị chủ trì phải nghe hoặc là sao người đệ tử đó không được chú này không được cô đó không được nói một cái là vị chủ trì xử liền đây là chết chắc rồi đó Đi tu gọi là tu tu đỏ lạc á. Tại vì sao vì cái việc này là cái việc Mà mình không phải là chuyện của mình Mình đi đến chùa là để mình nghe đạo Nếu mình đi đến đâu mà mình không nghe đạo gì Mình đừng có đi đến làm gì Đến mà không nghe đạo đi đến làm gì quý vị Nếu như quý vị đi đến chùa nào Mà nghe nói gì danh lợi Hoặc là kêu quý vị đi quyên góp tiền bạc Quý vị mà đến là quý vị vừa tội quý vị đó Vừa tội rồi đó Tại vì sao chuốt thêm phiền não Phiền não gia đình còn chưa lo xong Mà đi chuốt thêm nữa hả nên quý vị đi đến chùa mình tôi quý vị có thêm bận cái gì không 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 có bận một cái gì cả đây là nhân sự hoàn toàn lo hết tất cả nhân sự trong chùa là lo việc của chùa đàng hoàng không có để dính vô lưu bu phiền phức thấy không những cái điều này những đức nhắc nhở quan trọng lắm đó. cái hội chúng đông này nghe được mà khắp nơi nơi còn nghe được nữa đó nên tự tỉnh đi quý vị à nó đi đến chùa mà tụm ba tụm bảy rồi với thầy đi làm từ thiện chỗ này chỗ kia thì bắt đầu nhóm này đi quyên góp nhóm kia đi quyên góp nhóm nọ đi quyên góp quyên góp xong đem về đưa cho ông thầy bắt đầu là ông thầy chương trình đi cứ là ông thầy đi thì bắt đầu kêu đi đi, đi bố trí ra đi quyên góp đây là cái cách quý vị đi tu là quý vị đang đi tạo thêm cái gánh nặng đó chứ không phải là đi nhẹ nhàng đâu rồi thêm cái nó đi vô chùa tu bắt đầu là vị thầy nói cái gì phải nghe xong cái muốn tu phương pháp nào nữa vị thầy nói một câu nói ờ à, đi 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 tu cái khác đi rồi lỡ mai mốt có cái gì đó nghe đừng có đi đến đây kêu thầy nghe không sợ sợ nhận đức xin thưa cho quý vị nghe tôi chưa hiểu một pháp nhiều nhưng nếu tôi đi đến chùa mà tôi nghe ai nói một câu nói này tôi nói được rồi chuyện con để con lo mạnh dạng nói một câu liền chuyện con để con lo vì sao nói mạnh lên câu này vì tôi nghe thầy nói câu này là tôi biết thầy là ai rồi đó ừ. nghe nói câu này là tôi biết rồi đó tại vì sao về cái mặt thế gian mà muốn sử dụng một người mà để kèm kẹp người là tôi còn biết không chi là Đi vô đạo mà thầy nói câu này là thầy kèm kẹp tôi rồi Mà đã là thầy kèm kẹp tôi vậy là thầy là người không có đạo Thầy kèm kẹp tôi là thầy người không có đạo Cái đạo Pháp á là chỉ đem ra giới thiệu thôi Rồi mỗi một người nghe là hành trì Chứ không phải mình nghe để mà thành ra cái việc mà Chúng ta tình chấp để nặng nề Nên những đức nói quý vị đi vô chùa Mà không nghe Phật Pháp thì cả đời quý vị đi tu cũng uổng công vô ích đây là những lời thật nha quý vị uhm, những lời này thật đó nó có những người tu người ta nghe người ta cũng không thích nhưng mà những lời này là những lời thật đó thật sự mà nói mấy chục năm mà chết đi rồi nói thật đi cũng có đem theo cái thứ gì đâu mà không nói thật nên nói thật đi nhưng mà nói thật gì là nó buồn ngủ nghe à, à, nói thật là nó buồn ngủ nhưng mà nói cười đùa giỡn thì nó nó không buồn ngủ đúng là cái nghiệp nặng vô cùng Nói thật thì không chịu cố gắng mà Mà mở mắt ra lắng tai nghe đi Nghe để mà hiểu thêm Để mình đừng có đi tạo thêm cái gánh nặng cho cuộc đời mình chứ Đi đến chùa là để làm sao nó nhẹ nhàng Nó thoải mái Nó hiểu biết để buông xuống bớt đi Những cục đá trên vai nó buông bớt đi Quý vị nói Phật sự gì quan trọng bằng chính quý vị tu được an lạc Phật sự gì quan trọng Bây giờ những đức nói với quý vị Thí dụ như một cái đầu Họ tạo ra danh lợi Quý vị hỗ trợ cho cái đầu này tạo cái danh lợn gì là quý vị đang tiếp tay với cả ác đó Chứ làm gì gọi là Phật sự Phật sự là nó phải là cái sự việc giải thoát mới là Phật sự Còn nếu như cái đầu này nó đang dẫn dắt quý vị là đi tạo thêm cái danh lợi đem về cho nó Mà quý vị đi hỗ trợ như vậy mà quý vị nói Phật sự gì Nên người không đủ trí tệ không biết hai chữ Phật sự đó quý vị à đó. Cái Phật sự là phải niệm niệm gì chúng sanh Niệm niệm gì con người mà nơi đó phải có lợi ích cho con người Thí dụ như cái nơi đó là cái nơi người ta có làm những việc lợi ích cho con người Thì mình mới thấy cái việc đó là Phật sự Còn nếu như cái nơi đó mà cái nơi có một hai người sống phè phển Vậy thì quý vị làm Phật sự gì ở nơi đó Tất cả những việc làm đó quý vị nó sẽ gây ra cái gì có tác dụng phụ hết Quý vị đi tiếp tay cho kẻ ác để làm thêm việc sai Vậy mà Phật sự gì Không bằng quý vị tự tu làm sao Mà mình có được sự an lạc rồi mình gây dựng gia đình mình hạnh phúc rồi mình làm vợ chọn trách nhiệm làm vợ làm chồng chọn trách nhiệm làm chồng đó mới là phật sự đó phật sự nè tại vì sao vì gia đình mình học đạo gia đình mình được hạnh phúc là người ta kính trọng phật pháp thì đây mới là phật sự còn nếu như mình đi học đạo mà gia đình mình tan nát phiền phức vậy thì làm gì gọi là phật sự đây là ma sự nên mới xảy ra vấn đề lu bu không? nghe rõ ràng nha. từ nào đó nghe gì nhiều người cũng chấp nhận lắm nhưng mà cái làm là thêm một cái lý quan trọng nữa nên quý vị ta coi tất cả những buổi chia sẻ của những đức trên mạng quý vị vô bị coi. Ngốc như những đức mà làm những cái chuyện quý vị nên suy nghĩ. Cái buổi chia sẻ Phật pháp của những đức ở dưới nó không có cái góp ý nữa quý vị. Để ý đi, không có. Vì sao? Vì quý vị nhiều chuyện quá tạo thêm nhiều chuyện chi nữa. Thì chia sẻ vui lên bắt đầu là ở dưới góp ý. Thầy giảng hay quá, chúc thầy sức khỏe. Nó thừa thừa quá Nguyện tam bảo gia hộ cho thầy Để thầy giảng thêm những buổi pháp hay hơn Thừa Mệt chết Trời ơi Một câu ai với đào Phật không chịu niệm đi Nói thừa 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 Nói thêm tầm lum tầm bậy tầm bạ Còn một hai người không thích thì Buổi giảng này không được hay Nói xạo Tội lỗi đấy chứ thôi tôi cũng không cần nghe khen mà tôi cũng không cần nghe chơi luôn giữ mức trung lập luôn quý vị nên chương trình chia sẻ phật pháp của chúng ta không có ý kiến ý cò gì hết giúp cho nhiều bà nghe đỡ nhiều chuyện à. nếu như mà nhìn được những buổi chia sẻ của những đức mà ở dưới không có ý kiến thì tự coi lại lương tâm mình đi Rồi, tự coi lại mình đi mình quá nhiều chuyện nên gặp ông thầy này ông mới nhìn ra được ông mới làm như vậy đó Quý vị biết rằng đó Cái ngốc của những đức mà nó làm những cái điều Mà nếu ai chú ý được Thì thấy nó lạ hơn nhiều người lắm đó. nó Lạ hơn nhiều người lắm quý vị à Nên từ nó đó, đó là Ai mà thích nghe là vô nghe một lọt Ngày ngàn mấy ngàn mấy Iran một, một ngàn mấy trăm người này mà cả đời Chúng ta cùng nghe cùng tu vậy Dám giảng sanh hết trơn Ngàn mấy trăm người này vì cuộc đời những đức đi đến thế gian này Cũng thật sự là có ý nghĩa à, Cần vậy đông chi cho nó lu bu lộn xộn Thấy không nó còn quý vị biết là ào, ào ào chạy theo mai mốt mình có chuyện gì nó chạy mất dép hết trơn à à chúng ta chơi phải có nghĩa khí chứ dù là chúng ta kết bạn với nhau nó không thân nhưng mà con người phải có nghĩa khí khi khổ đau cũng phải cố gắng cũng như ngày xưa những đức mới đi xuống đây một số người nghe nói mà ở đây là khu công nghiệp bụi bặm đồ này kia hết cũng chết thì một số bà già sợ quá giọt như đức nói bà già sắp chết mà bà cũng giọt nữa còn một số tên trẻ thì nói bệnh thôi đi chút khác à, đi 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 nhưng trong lòng những đức nói mày không có nghĩa khí <laughs> vài năm sau đi gặp lại em vài năm sau đi gặp lại trước khi đi những đức nói cố gắng đi đâu cố gắng nghe nhưng vài năm sau chúng ta sẽ gặp lại tại vì quả đất tròn thì đi một vòng cuối cùng cũng gặp lại thôi Thấy không? Thấy không? gặp sự khó khăn chạy mất tiêu, nó khi gặp khó khăn mới biết lòng người vợ chồng bạn bè thương nhau này kia đúng không? khi gặp khó khăn mới biết lòng người, ví dụ như bây giờ chồng thương vô cùng thương, thương mình quá thương đúng không? tự nhiên, Quý vị nói rằng anh ơi em đang bị một căn bệnh khó trị, mà căn bệnh này chỉ cần đụng đến người em là sẽ bị nhiễm. <laughs> nó, nó chạy mất dép liền thương thương những ngày tháng đó chắc chắc nó nó nó, nó bỏ bị liền đừng có nói thấy không nó sẽ biết được gọi là tình người liền về đâu gặp gặp chặn mới biết được sự việc con người chung hay là con người không chung quý vị thấy không giống như những đứa con qua kể câu chuyện mà bên đại tùng lâm có hai con chó một con tên an lạc một con tên minh hội hai con chơi thắng nhau Cuối cùng đi một vòng bị ba con chó bao vây cắn Thì con An Lạc chạy về phòng trốn Còn con Minh Hội bị quýnh te tua mặt mày máu me không Ba tháng nay con Minh Hội nó nghỉ chơi với con An Lạc luôn Nghỉ chơi luôn quý vị Ba tháng nay nghỉ chơi chung luôn Thì những đức đến Gặp Minh Hội như đức nói Mày có nghĩa khí mày khôn Gặp tao tao cũng không chơi với An Lạc nữa Tại vì sao Nó là thằng nhát Hai thằng đi ra đường đi chơi Mà người ta bao dây người ta đánh Vậy mà nó chạy về nhà nó trốn Nó để cho mày bị đánh te tua Mày không chơi với nó là đúng rồi đó Mình hỏi mày khôn đó Ba tháng nay không chơi chung luôn Quý vị thấy chưa Nó chơi bạn lựa bạn mà chơi Bạn đông mà không ra gì vậy Chơi làm gì Thà chúng ta chơi một người chắc một người Còn nếu không thì thà một mình mình Để mà mình có cái sự tự lập cao hơn Còn đặc biệt hơn đông mà không ra gì nó, Quý biết rằng sống cái xã hội này có khi Lúc bình sinh thì bạn bè bao la Nhưng khi gặp nạn thì chớ thấy thằng nào Sự cố cuộc đời đến với mình rồi Có khi mình điện thoại nó tắt nguồn điện thoại Hoặc là như thế nào nó thấy số điện thoại mình là tự nhiên nó lơ qua liền Còn lúc mình có tiền bạc thì khỏi cần điện nó cũng tìm đến Vì mình bao nó nhậu nhẹt này kia đâu Còn khi mà mình gặp sự cố thì chỉ có gia đình mình, vợ con mình Thì có thể lo cho mình Còn bạn bè đâu không thấy gì hết nên cuộc đời con người bị Sống phải nhận thức được Thà chơi một người nó chắc một người bị Đó Nên những đức nói rằng Con người chúng ta sống với nhau Nó phải có nghĩa khí một chút Dù là bình sinh lúc Bình thường vậy nè Lúc như đức về khỏe đi Khỏe gì thì chớ nhiều người ngon lành Nhưng mà chúng ta đừng nên thăng quá Chúng ta kết với nhau là chúng ta hiểu nhau Hãy kết với nhau Chứ không phải là chạy theo cái hình thức Nghe không Nghĩa là chúng ta thà không nói chuyện với nhau Nhưng mà chúng ta cùng niệm Phật Khi gặp sự cố gì chúng ta giúp nhau được cái gì chúng ta giúp Dù là 3, 4, năm sau chúng ta không gặp nhau Nhưng gặp nhau tay bắt mặt mừng vui vẻ Chào hỏi nhau bằng một câu ai với Đạo Phật Vậy thì nó đặc biệt hơn là chạy đi theo ào 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 Khi gặp sự cố gì mắc dép Không còn người nào xuất hiện nhưng gì thì thua rồi Hả? Ôi mấy cái việc này Gặp nhiều quá Mình thì chưa dính Nhưng mà người ta bị mình kinh nghiệm con đường người ta sụp hố Ai mà nhảy vô cái hố làm gì Kinh nghiệm trong cuộc sống thấy không? Nên quý vị nghe những đức đọc Công đoạn này chưa tổ dạy nè quý vị Hay vô cùng nè Để cho quý vị tính tâm đối với tịnh độ đặc biệt Không còn tịnh độ này không phải đơn giản quý vị Bởi vì người mà tu tịnh độ mà không bỏ cuộc làm Tịnh độ này quý vị phải thâm nhập được một chút Phải hiểu tịnh độ Nếu không là sẽ bỏ cuộc đó. Nhớ Nguyên văn nè trong 13 vị tổ của tịnh độ Đã có 7 ngày nguyên là thiền sư được chánh trì Các vị ấy là thừa viện, vĩnh minh, liên trì, ngẫu ích, hành sách Tỉnh am và triệt ngộ Tại sao các ngài đã ngộ thiền mà không hằng thiền Trở lại hoàng tịnh độ Trong đây có 3 nguyên yếu đây mới là những điểm vô cùng quan trọng của tịnh độ này quý vị. Nói quý vị nghe những cái điều này mới thấy nó quan trọng này. Trong 13 vị tổ sư của tịnh Độ Tông là Hết 7 vị là Được chánh truyền về thiền tông Chiếc ngộ Thông tông thông giáo luôn Vậy mà không hoàn truyền thiền tông Vậy mà truyền tịnh độ Những vị những đức vừa kể cho vị nghe đó Rồi vị nghe tiếp nè Về pháp môn Trực chỉ thiền Chỉ có lợi cho bậc thượng thượng căn Hàng trung hạ Khó bề thể nhập phi thượng thượng căn thật vật khinh hứa tổ ngữ còn môn tịnh độ thì lợi khắp cả ba căn hàng thượng thượng căn tu tịnh độ có thể hiện đời ngộ được bản tâm chứng niệm phật tam muội khi mạng chung sanh về thượng thượng phẩm dù kẻ tối hạ căn nếu chuyên niệm phật cũng được đớ nghiệp vãng sanh Lên ngôi bắt thối Khi đã vãng sanh Lễ cẳng di đà Găng gũi thánh chúng Thọ mạng vô biên kiếp Lo gì không ngộ chân tâm Chứng thánh quả Vì sự lợi ích rộng rãi Chắc chắn như thế Các ngài mới chuyên tu tịnh độ đặc biệt không đó nghe rồi mới thấy tịnh độ thù thắng bậc chí hoàn truyền tịnh độ phải hiểu kia hiểu nó mới đặc biệt được đó không hiểu là bỏ cuộc á thì thấy không bảy vị tịnh độ bảy vị mà tổ sư của tịnh độ tông là có bảy vị này là đều là được sự chăn truyền của thiền tộc đó kể tên nè thừa viễn vĩnh minh liên trì ngẫu ích hành sách tỉnh am diệt ngộ đều được sự chăn truyền của thiền vậy mà điều hướng về tịnh độ tông để hoàn truyền không thì quý vị mới thấy được là đặc biệt bởi vì người bây giờ mà có được cái duyên mà tu các pháp khác mà nổi bật vô cùng mà không đụng tới tịnh độ tông vậy là sai pháp thấy không vì nghe rất rõ ràng thấy chưa cái thờ đó đó mà cách ta chúng ta lâu rồi căn cơ con người cao vô cùng mà tổ sư đã thể hiện tu thiền triệt ngộ tại sao cái thờ đó tu triệt ngộ rồi đi đi hoàn chiền tịnh độ quý vị Tại vì cái thờ đó nhiều căn cơ cao quá Nhiều căn cơ cao quá Nếu bây giờ mà Như những đức mà hoàng hoàng gì mà chỉ nó niệm Phật người ta coi thường tịnh độ lắm Nên các ngài nói rằng là Tôi có khả năng tu thiền đạt triệt ngộ luôn Nhưng mà khi triệt ngộ rồi Quay lại để mà hoàn truyền tịnh độ Để mà đẩy tịnh độ cao lên Tại vì thờ đó nhiều vị sức sắc quá Nên các ngài mới dùng như vậy Còn thờ bây giờ thì không nên tu Các pháp khác nữa mà chúng ta chỉ có đi sâu vào Nhất ngôn thâm nhập tu tịnh độ mà thôi <laughs> Tại vì chúng ta bây giờ đâu có bản lãnh tu như các ngài Để đến khi triệt ngộ rồi để mà hoàn tiền tịnh độ Đâu có bản lãnh này Phải hiểu cái nguyên lý này chứ Nên từ nơi đó mà quý vị coi cái người nào mà ngoài cái pháp môn tịnh độ mà họ tu dù là một người nổi bật vô cùng quý vị coi cặn tử nghiệp cuộc đời của họ đi rồi quý vị sẽ biết liền nếu ai có thời gian quý vị hãy đi tìm hiểu đi rồi quý vị sẽ biết liền rất nổi bật tu các pháp khác quý vị đi kiểm nghiệm khi tuổi già đi rồi quý vị sẽ biết nếu về tuổi già khỏe mạnh tỉnh táo thu thần tịch diệt thì người này có sự thành tựu nhưng chưa nói về cái chuyện giải thoát đâu Tại vì sao? Vì các pháp khác tu Phải minh tâm kiến tánh Kiến tánh mới thành Phật Còn mặt tông còn nặng cơ nữa Tức thăng thành Phật Từ nào đó quý vị coi các pháp khác Chúng ta làm sao có cửa bước vô Có những người người ta có bản lãnh Người ta tu các pháp khác vậy mà Đến tuổi già người ta còn phải chịu lên bờ xuống ruộng kìa Nên mấy bà già lèn quen ở Trong chùa mình niệm Phật thôi Vài năm vậy mà ra đi nhẹ nhàng Hàng Phật tử ở nhà những người già cha mẹ niệm Phật vậy mà Cuối cuộc đời hộ niệm mà còn có hiện tướng đặc biệt Nên Ấn Tổ ngài nói một câu rằng quan tôi đi Đông Tây Nam Bắc gặp nhiều vị dỗ ngực xưng tên Nói mình thông tông thông giáo Xem tịnh độ như phế vật đụng vào sợ dơ tay Khi cuối cùng những vị này chết đi Miệng kêu cha gọi mẹ tay chân cúng cuồng còn thua một người chuyên sâu niệm Phật Chưa đủ tính nguyện Tổ nói đấy. Mà đây là sự thật Sự thật rõ ràng là như vậy luôn đó Nên bây giờ tịnh độ này mình phải hiểu cái vậy thì mình mới tu mà mình không bỏ cuộc Tu không bỏ cuộc quý vị Hôm qua những đức đang ngồi trên mạng bấm 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 bấm. Tự nhiên sao Những đức bấm vào cái buổi giảng Của thầy ngày xưa mà những đức đi theo học Phương pháp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Đĩa 3 2014 giảng cực kỳ hay. Chỗ giảng sức thần. Hung hồn giảng trời ơi nó thu hút đừng có nói nữa. Lúc đó là chỉ có 8 tháng A Di Đà Phật thôi. Giảng hay cực kỳ hay mà quý vị đã nghe hết rồi mà. Thì đã từng nghe Đại Đức Thích Giáng Nhàn giảng ngày xưa mà quý vị thấy mà. Giảng hay vô cùng Mà giảng tịnh độ sức thu hút thôi đừng có nói nữa Sức thu hút mạnh vô cùng thấy không? Hãy nhìn vào lúc đó đó Sẽ nhận thức được Tại sao những đức bấm vào chỗ đó coi Vì con đường này tôi đi Tôi muốn tiến thẳng Không có cái gì vướng lại Thì tôi phải tìm hiểu qua Những người đã từng nổi tiếng về tịnh độ Thờ của các ngài Quanh quanh liệt liệt là lúc nào Tôi coi vào lúc hưng khởi đó đó Tại vì tôi nghe lời tổ sư dạy Giữ tâm như thở ban đầu một đời dư thành Phật Cái tâm ban đầu của anh đã hưng khởi được đạo tràng Thì tôi lấy cái tâm ban đầu của anh để tôi học đó Giống như người cha Lúc còn tỉnh để di chúc lệ cho hai đứa con trai Khi cha chết đi Cổ cải hai anh em chia điều Cha còn một người vợ trẻ An bài cho người vợ trẻ này đàng hoàng khi người cha gần chết người cha để lại di chúc khác lại khi cha chết đi phải giết người vợ trẻ này để chôn cùng với cha hai cái di chúc khác hoàn toàn thì người anh hai làm theo cái di chúc ban đầu thằng em thứ ba nói rằng tại sao anh không nghe lời của ba thì người anh thứ hai nói rằng em à chúng ta phải nghe cha lúc cha còn tỉnh đừng nghe cha khi cha bị mê Hãy nhớ nha quý vị Con người nó có thờ đó um, Nó có một thờ đó Nếu như biết nắm bắt cái thờ Thì sẽ đi cái thờ này rất dài Còn con người mà không biết nắm thờ Sẽ đi rất chậm Thời gian nó sẽ rút ngắn lại Thí dụ như quý vị chú ý nè Một người có một thờ Mà người khéo dụng thờ Thờ sẽ dài ngay chỗ này nè Khi quý vị có một thờ Người ta sẽ rất là muốn thăng cận quý vị Đông người lắm nhưng quý vị muốn giữ cái thờ này lâu dài Là quý vị phải có một phương pháp Là quý vị phải làm sao cho tất cả những người Chạy theo quý vị phải tu hành được Đừng cho họ chạy theo mình Mà phô mình lên Đừng cho họ chạy theo mình phô mình lên Tất cả những cái người phô mình lên Mình đều Khuẩy tay hết Để, làm chi? Để cho họ tự bình định tâm lại Mà lo tu đi Vậy thì cái thờ quý vị nó sẽ chậm lại Và nó đi dài Cái thờ nó sẽ lùi lại Mà nó đi lâu còn nếu như cái thờ quý vị vừa phát lên như diều gặp gió mà nó cứ giật dây để cho con diều này bay mau thì nhất định con diều này sẽ mau rớt xuống chắc chắn là nguyên lý như vậy luôn cái nguyên lý gì cũng vậy chỉ cần nhanh là nhất định sẽ rớt xuống nhanh còn nếu mà nó đã tiến nhanh rồi quý vị biết dừng lại dừng lại đi dừng lại thì tức khắc nó sẽ cái thờ lâu dài và đến khi tuổi già là nó âm đức khi nó âm đức rồi thì cái Cả đời quý vị nó sẽ tu một phương pháp chuẩn xác à, Nó không có phóng tâm nữa Nó không có phóng tâm Tuổi trẻ này nó phóng tâm nè Tuổi trẻ này phóng tâm nè Cái tuổi những đức bây giờ là cái tuổi đi nè Nó phóng tâm Và nó nghĩ rằng mình sẽ độ được chúng sanh nên nó phóng nó chạy Nên những đức đã kinh nghiệm rồi Những đức nói mày phải an định tâm một chỗ mới được Không được phóng tâm nghe không Đó rồi bắt đầu vật chất nó kéo đến như vậy nó khảo đảo vật chất nó kéo đến nào là xe cổ rồi nó đem đến để nó đưa cho quý vị Chỗ nó đem xe cổ nó nó cúng quá trời luôn Xe xịn xịn không Rồi bắt đầu bây giờ mình biết chạy xe nó đem xe đến quý vị Mình nói à Mày đến Mày đến đây à, Nó dừng lại liền Phải biết đứng lại Đừng để nó kéo Nó kéo là mày toi mạng liền không nói gì hết Chết chết chắc Có nghĩa là sống trong cái ngũ dục lục trần này Nó sẽ rất khéo léo đi để mà nó lôi kéo quý vị nó rất là khéo léo lôi kéo quý vị To, có những lúc bắt đầu nó đưa củ cải đến với vị vị dược có được phải không có những lúc nó đưa sắt đến với vị dược có được phải không bắt đầu nó chầm ngâm nó im lại cái nó làm cho quý vị tưởng nó quý vị, vị ngon đúng không vừa nghĩ mình ngon bắt đầu là nó kia tìm cơ hội nó nó xuất hiện liền có nghĩa là quý vị, vị tu làm sao mà mỗi giờ mỗi lúc quý vị kiểm được chính mình kiểm được là phải có tư duy phải có tư duy và có góc độ nhìn những người đã đi qua nhất là những người thành công bị giấp ngã đây là một bài học kinh nghiệm vô cùng lớn cho cuộc đời của mình nhớ nghe quý vị nên tất cả những người làm cha làm mẹ khi mình thất bại một việc gì đừng giấu con nghe không hãy nói những điều đó lên để đưa lên tư tưởng kinh nghiệm cho con đó mới là cái hay nên những người mà nổi tiếng vô cùng mà bị giấp ngã một sự việc gì đây là một bài học kinh nghiệm rất lớn cho cuộc đời chúng ta kinh nghiệm rất là lớn quý vị nếu quý vị nhận thức được thì cuộc đời quý vị nó đỡ một chút cũng sẽ bị dính thôi nhưng mà đỡ một chút vì sao vì mình đã có sự chuẩn bị rồi Khi mà lỡ nó dấp ngã Thì mình không đến nỗi hụt hẳn quá Còn nếu như mình nghĩ rằng mình là ngon lành Chạy ngon lành Lỡ mình dấp ngã là nó đau đớn lắm quý vị Nhớ ở cõi đời này thế nào cũng có té Thế nào cũng có dấp mà Ai cũng dấp ai cũng té Nhưng kẻ đặc biệt nhất khi dấp rồi té rồi đứng lên Đi rồi dấp té đứng lên Dấp té đứng lên Cứ như vậy mà tu Như vậy thì chắc chắn rằng phương hướng chuẩn chúng ta sẽ đi đến mục tiêu mà chúng ta cần đến nhớ đờ đạo gì cũng phải áp dụng như vậy hết có vợ có chồng gì cũng phải áp dụng như vậy hết luôn đó từ nơi đó mà những đức á, học tập là ngồi một mình và nhìn nhận sự việc của người đã đi qua không bấm là những cái xa xưa những đức coi lại hết coi lại cái cái xa xưa Tại sao những đức tổ chức chương trình mà những đức có chút kinh nghiệm, những đức bấm những cái xa xưa, những đức coi lại những cái mà lúc mà mà hiện tại mà nó 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 tăng bốc mạnh quá những đức không coi nhiều đâu, những đức coi cái xa xưa, cái lúc ban sơ á, cái lúc ban sơ của một người mới mở đạo tràng á, ban sơ á, khổ đau te tua cái người đó làm cái gì cái gì, cái lúc đó hưng khởi mới coi, coi lúc đó đó, coi lúc đó mình mới có kinh nghiệm, còn coi cái lúc mà hưng thịnh á, thì chúng ta sẽ bỏ cái ban sơ Mà bỏ cái ban sơ thì chúng ta không lót được nền móng để đứng lên Nên con người muốn thành công là phải coi cái ban sơ người ta khó khăn Rồi mới học cái khó khăn mới đứng lên được Còn nếu như quý vị chỉ nhìn cái hưng thịnh không Thì quý vị cả đời cũng không bao giờ đứng lên được Phải nhớ đó từ nơi đó những đức đã kiểm nghiệm qua Tất cả những người thành công đều là từ khổ bước lên Mới thành công Còn người nào chưa từng trải nghiệm khổ đau Mà đứng lên là không lâu quý vị Đều bị dính vào vật chất hết không ai vượt qua nổi vật chất hết danh tiếng vật chất không ai vượt qua được hết nó nguy hiểm lắm từ nơi đó mà không chư tổ sư không 13 vị đã 7 vị là tu thiền triệt ngộ vậy mà quan truyền tịnh độ thì quý vị coi tịnh độ này đúng là một cái đại pháp thù thắng một cái đại pháp thù thắng nó không đơn giản đâu tại vì sao vì quý vị tu không kiên trì cả đời như nên quý vị bỏ cuộc hoài nè nhiều người tu tinh độ mà bỏ cụ hoài Nên những bài học này này đặc biệt này Nó giúp cho quý vị định tâm để mà tu một môn lâu dài Đó Từ nơi đó mà tất cả những người Hoàng truyền thiền Mình có thể trong cái Tông của mình mình truyền Nhưng mà mình có thể dạy người ta niệm Phật Những đức đã đọc qua từ đế nhàn Pháp Sư Cũng là các môn khác tu Đặc biệt vô cùng như vậy mà Phía sau vẫn là chỉ người ta niệm Phật hết Chỉ người ta niệm Phật Thấy không? Các ngài này mới là tâm lượng lớn. Còn nếu tu một cái pháp nào mà nổi bật vô cùng mà không chỉ người ta niệm Phật vậy là tâm người này chưa lớn đâu. Không nghe lời bổn sư Thích Ca Mâu Ni dạy. Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni dạy thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu mà. Thấy không? Nó đó là điều thứ nhất, điều thứ hai nè. Về thời tiết, nghe về thời tiết nè. Trong thờ chánh pháp có thực hành phần nhiều điều chứng quả thờ chánh pháp là thờ Đức Phật còn tại thế á. Có nhiều người thực hành trì vì Pháp Nên có những người chứng quả Bậc A-la-hán là chứng quả Hoặc đi sâu vào thiền định Để làm cơ bản cho những kiếp tu sau Là họ tu có thể đạt được thiền định Và đời sau tiếp tục tu nữa để chứng quả Có khả năng này được lắm quý vị nên có những người mà người ta tu mật tông thời xưa Người ta khi sắp sửa ra đi Là người ta biết người ta tái sinh đến chỗ đó chỗ đó Là người ta nói cho cái người trong chùa biết là Người ta sẽ tái sinh chỗ đó ngày nào ngày nào Đi đến đó ẩm đứa con nít về liền Ẩm về liền để nuôi dưỡng và Và rèn luyện trong đạo tiếp tục là truyền thừa Là đời thứ mấy thứ mấy là tiếp tục nữa Sau này là không còn nữa đâu quý vị Sau này là, là mắc cái chỗ đó Ngày xưa là có đó 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 là cái câu này nói nè Để làm cơ bản cho những kiếp tu sau Qua thờ Tượng pháp Sự ngộ đạo còn có ít Người hống chi là chứng Thờ tượng pháp là thờ chánh pháp Đức Thế Tôn một ngàn năm Thờ tượng pháp một ngàn năm Sự chứng quả đã là ít rồi Không có Đến thờ mạt pháp Như kinh đại tập nói ức ức người tu hành Xong khó tìm một người ngộ đạo Dù được ngộ đạo nhưng chưa phải chứng Phiền não nghiệp tập hải còn Khi lưng hồi bị phước báo làm mê Mười người đã thối chuyện hết chính Do đó từ cuối đời tượng bước sang mạc pháp Chư đại thiện trí thức lằng lăng Chuyển hướng dạy người tu tịnh độ Vì bây giờ thiền hóa còn thạnh hành các ngài phải thị hiện phương tiện trước triệt ngộ thiền cơ sau hằng dương tịnh độ mới được người đương thờ tín nhiệm tưng hành Đó không thấy không bởi tu tịnh độ mà không hiểu là chúng ta bỏ cuộc chắc chắn quý vị mà nghe như vậy nè tu tịnh độ quý vị mới có thể có tâm kiên cố được nếu mà không nghe như vậy quý vị không có hiểu đâu đó còn bây giờ mình phải nhìn lại căn cơ của mình bây giờ là không thể nào làm như các ngày mà triệt ngộ rồi mới hoàn thiện tỉnh độ không có làm được không đủ thời gian mà cũng không tu được luôn không tu vô nổi luôn bây giờ mình phải chuyên tu thôi Hãy nói những điều đơn giản nhất cho người ta niệm phật bữa nay nói chuyện mưa luôn <laughs> nên đọc hai công đoạn rồi là hết giờ luôn nói chuyện cái, cái nhân sinh này nói hoài nó không hết Quý vị nghe về cái buổi nói chuyện này nó có ý nghĩa vô cùng mà nhiều người nghe cũng được lợi ích nữa. nó nguyện tam bảo giang hộ cho quý vị cố gắng niệm phật tính nguyện niệm phật chúng ta quyết chí đời này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị dạ ai di Đà phật nó chấp tay lên hồi hướng nguyện đem công đức này hưởng về không tất cả để từ và chúng sanh đồng sanh về thỉnh độ